Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn một sản phẩm hoàn toàn mới. Đó là gôm đa năng Mu. Một cái tên rất là dễ thương, đúng không các bạn? Hiện tại trên tay tôi đang có hai cái kích cỡ của gôm. Loại này là medium, còn loại này là loại lớn. Ngoài ra gôm nó còn có một cái size nhỏ hơn một tí xíu nữa, nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa có cái sản phẩm đó. Thì cái điểm đặc biệt của cái cục gôm này là gì? Theo như là nhà sản xuất giới thiệu thì đây là một cục gôm rất là đa năng. Nó sẽ thay thế cho các bạn hầu hết các loại gôm thông dụng trên thị trường hiện tại. Thậm chí cả gôm đất sét mà trong một vài trường hợp, chứ nó không phải là thay thế hoàn toàn. Nhưng mà tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì các bạn vẫn có thể là tận dụng cái cục gôm này để mình xử lý bản vẽ, trừ trường hợp là những cái đòi hỏi ở những vùng màu nó đỏ đặc biệt hơn thì các bạn sẽ dùng gôm đất sét. Mà tuy nhiên ở các loại gôm thông dụng thì cục gôm này nó có thể là thay thế được. Vì vậy hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu xem là thực sự cục gôm này nó có làm được những gì mà như nhà sản xuất giới thiệu với chúng ta hay không nhé. Thì tôi đang có ở đây là một số các loại chì mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở trên thị trường. Và tôi sẽ vẽ các cái loại chì này lên trên hai cái loại giấy. Loại giấy thứ nhất là giấy sketch, có cái bề mặt nó khá là mịn, nó có cái độ nhám ít thôi, vừa đủ để bám chì. Nhưng mà cơ bản là khi mà chúng ta rờ trên tay thì nó là cái giấy nó có cái bề mặt nó tương đối mịn. Và cái loại thứ hai mà tôi đã vẽ sẵn lên trên này, đó là cái bề mặt giấy nó có cái độ gân hơn, nhám hơn là cái mặt kia. Tại vì tôi muốn vẽ lên trên cả hai loại giấy để xem cái cục tẩy mu này nó có khả năng tẩy như thế nào thực tế trên cả hai cái loại giấy này. Trước tiên tôi sẽ thử trên cái mặt giấy trơn trước. Thì theo như là cái giới thiệu từ nhà sản xuất thì cái cục gôm mu này nó ngoài cái việc là nó đa năng, nó còn có một cái khả năng là tự làm sạch. Ví dụ như là khi mà trong quá trình mình sử dụng cái chì nó bám lên trên cái thân gôm thì mình chỉ có dùng tay mình kỳ nhẹ như thế này là cục gôm nó sẽ sạch. Và cái thứ hai là trong quá trình gôm, cái bụi chì mà chúng ta gôm á, nó sẽ không có vụn ra mà nó sẽ keo lại thành dây, để cho sau đó mình chỉ việc thổi ra khỏi bản vẽ nó sẽ nhanh chóng hơn, thì bản vẽ của mình nó sẽ sạch hơn. Và một cái ưu điểm thứ ba khác của cái gôm này đó là cái gôm nó có cái độ mềm nha các bạn. Tuy nhiên là nó cũng khá là cứng khi mà chúng ta bóp tay vào. Cái độ cứng của gôm sẽ giúp cho khi chúng ta sử dụng và cầm gôm trên tay thì cảm giác nó sẽ rất là cứng cáp. Nhưng mà cái độ mềm của gôm nó sẽ giúp cho khi mà chúng ta gôm lên trên cái mặt giấy á, nó sẽ không có làm hư hỏng giấy của mình. Thậm chí là các bạn có thể đè rất là mạnh thì cái mặt giấy của mình nó cũng sẽ không bị sờn hay là không bị rách. Đó. Thì hôm nay tôi cũng sẽ thử hết tất cả các khả năng của cục gôm này trên cả hai cái loại giấy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên là tôi sẽ gôm cái chì ở đây, tôi có để tên các bạn có thể xem. Đây là chì Koinor. Tôi lấy độ B là 3B. Còn bên này là chì Staedtler có độ B là 9. Bên này là cái chì Staedtler thân đen với cái độ B là 6. Bên này tôi sử dụng cái chì than của Generals. Bốn cái ô nhỏ nằm ở dưới này là tôi dùng chì màu.
Chì thứ nhất là tôi dùng chì Irogiten, chì này là chì của Nhật. Loại thứ hai là tôi dùng cái cây Prismacolor Veritin, cái cây này là cây chì màu thân cứng. Cây thứ ba mà tôi vẽ ở đây là cây Faber-Castell Polychromos. Và cái cuối cùng là tôi sử dụng cây Prismacolor Premier. Bốn cái loại ở đây đều là chì màu, và tôi cũng muốn thử xem là cái cục tẩy này nó có giúp chúng ta tẩy được hoặc là xử lý được cái vùng mảng màu của chì màu hay không nhé. Đây các bạn thấy là gôm nó sẽ keo cái bụi chì thành những cái sợi dây như thế này để chúng ta rất là dễ lấy ra khỏi bản vẽ. Các bạn có thấy là thực tế thì nó gom được cả chì Chaco khá là tốt. Đây là cái kết quả mà sau khi tôi đã gom. Đây chúng ta cùng xem. Thì đối với lại các cái chì có cái độ B thấp thì gom mu gần như là gom chì sạch ra khỏi giấy luôn. Đó, các bạn thấy. Đối với lại các cái chì có cái độ đen đậm hơn thì mình không thể gom hết nó ra được mà mình vẫn thấy được cái phần chì mờ ở bên dưới. Đó, các bạn có thể thấy ở đây là chì 9B và chì 6B, mình vẫn thấy cái màu xám xám mà mờ ở đây. Và cái chì và đây là cái chì Chaco. Và các bạn thấy là nó gom cũng rất là tốt. Đặc tính của cái chì Chaco này á là cái chì nó rất là mềm, các bạn có thể thấy cái này là nó rất là mềm nha. Đó. Nó rất là mềm. Và nó có rất là nhiều bột. Thì gom cũng làm việc rất là tốt. Các chi tiết gom rất là sắc sảo. Nó không bị lem ở cái vùng này. Đó. Tiếp theo là tôi sẽ gom tới cái chì màu để xem như thế nào nhé. Quả như thế nào? Đây các bạn thấy là gom cũng khả năng gom được các cái chất liệu chì màu như chúng ta đang thấy ở đây. Đó. Nó tuy không gom sạch hoàn toàn nhưng khả năng mà tẩy của gom có thể nói là khá tốt nha các bạn. Thì các bạn có thể tận dụng cái khả năng này mà trong quá trình mà khi mà mình vẽ chì màu, nếu như cái vùng chì đó cái màu nó quá đậm thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cục gom mu này để làm nhạt bớt cái vùng màu đó và sau đó chúng ta xử lý sắc độ lại. Đó, các bạn có thể thấy là cái vùng biên nó khá là sắc sảo. Đó. Đó. Bạn thấy là gom khá là sạch và hiệu quả. Rất là tốt. Thì đây là khi mà các cái chất liệu của chúng ta vẽ trên cái nền giấy nó có cái độ mịn. Bây giờ tôi sẽ thử tới
cái giấy nó có cái độ nhám để xem khả năng làm việc của gôm như thế nào nhé. Tôi cũng sẽ tẩy giống như lần nãy. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nhé các bạn. Điều đầu tiên các bạn có thể thấy rằng là giấy khá sạch sau khi gom. Các bạn thấy là nó sẽ không để lại những cái bụi bẩn bám vương vãi trên mặt giấy, mà tất cả đều được keo lại như thế này. Đây là một cái điểm cộng rất là tốt của Gommu. Thứ hai là khi so sánh với chất liệu chì khi chúng ta vẽ trên giấy mịn và trên giấy có độ nhám, thì nhìn chung là cái khả năng làm việc của gôm cũng khá là tương tự nhau. Chỉ có là cái chì Chaco thì nó hơi có một cái độ lem nhẹ một tí xíu thôi. Hả? Nhưng mà thường thì chì Chaco thì chúng ta cũng ít khi mà vẽ trên cái giấy có cái độ sần như thế này. Và nếu có thì cái độ sần của nó khá là mịn, nó giống người ta hay gọi là giấy giấy cát đó, giấy cái mặt cát đó, thì nó khá là mịn. Hả? Thì tôi chưa có cái loại giấy ở đây nên cũng chưa thử được để xem cái khả năng gom của cái cục tẩy mousse này như thế nào. Đó. Chì màu gom cũng làm nhạt cái tông cũng khá là tốt. Nó không tốt bằng trên cái giấy mịn thôi. Đó, nhưng mà nó khá là ổn. Các bạn có thể thấy ở đây. Và những cái chì có cái độ B thấp, ví dụ như đây là 3B, 2B, HB, thì trên cả hai loại giấy các bạn thấy là Gommu làm việc khá tốt. Cái vai trò của nó gom hầu như là sạch hết luôn cái phần chì nó ra khỏi giấy luôn nhé các bạn. Đó. Và các bạn có thể thấy đây, ở đây là cái vùng này nó rất là giấy mặt giấy nó vẫn còn mịn chứ nó không có bị sần sùi, mặc dù là tôi gom rất là mạnh tay. Đó. Và như tôi cũng nói lúc nãy là trong quá trình sử dụng, cái phần đen của chì nó có thể bám lên trên cái thân gôm như thế này, thì chúng ta chỉ cần là kỳ nhẹ để làm sạch cái cục tẩy này nha các bạn. Đó. Đối với tôi thì cái điều này nó cũng không có quan trọng lắm, nhưng mà một số các cái bạn nào mà kỹ tính một tí xíu thì chúng ta có thể làm sạch cục gôm rồi hãy cất trở lại thì nhìn nó sạch sẽ hơn. Tôi thì sao cũng được, tại vì đằng nào thì nó cũng sẽ dơ lại thôi. Hả? Ở đây tôi cho các bạn thấy là cái khả năng mà tự làm sạch của gôm nó như thế nào, thực tế nó như thế nào nha. Như vậy các bạn đã được trải nghiệm thực tế khả năng làm việc của Gommu như thế nào. Rất tốt đúng không các bạn? Cá nhân tôi thì tôi thấy rất là thích cái cục tẩy này. Và hy vọng các bạn cũng sẽ tìm thấy nó hữu ích trong công việc của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình giới thiệu sản phẩm mới kỳ sau. Xin chào.